thành bà đại. Qua kêu à, 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 à. Thầu cái này. Thầu cái đó thầu. Cắt nhiều miếng mẹ. Nét miếng miếng nhỏ nhỏ như kia. Cắt cho nó đàng hoàng. Cái làm cái gì mà. Rồi cắt nhiều miếng miếng nhỏ. Rồi được rồi, bỏ qua kia. Bắt ba lượm cái tia kia bỏ vô bắt ba cho con mấy cái này bắt ba hàng lượm cái kia cách làm hai ra bắt ba một mà mai miếng kia cũng vậy luôn nè. Ừ chụp bắt ba canh gì đấy được rồi các bạn canh gì đấy nhầm cái này. Đầu lấy khuôn cái trà này đây rào ừ, lấy cái cùi đi lấy cái đai bỏ cái đai vô đây quài cắt ngang qua ừ đúng rồi khé nó rớt. Cái đây chứ sao vậy? Rồi. Đấy. Rồi bây giờ cắt nhỏ vậy. Cho nó đều ra chứ sao vậy? Để nghe cái chỗ đây nè, sao mà cái nào cắt rào bỏ qua kia. Rồi bây giờ làm nước sốt. Nước sốt này à, mình lấy cái này ra. Giờ bắt đầu quy trình làm nước sốt. Rác đồ lên chứ sao vậy he. Đường. Cái này ra đường cho. Có đường. Rồi. Đây bỏ mayonnaise vô. Lại rửa tay đi, lại rửa tay cho sạch đi. Rồi được rồi. Sữa. Sữa. Được cao lên.
lên. Thêm gì nữa? Cái gì? Sữa bò đó. Rồi được rồi, lại đi lấy chút mực, lại lấy chai mặt em. Cái chai đầy ạ. Bác bà chai cho cô liếm nha bác bà. Chai đầy mà sao vậy? Bác bà. Bác bà bị đổ cho chút đổ có làm cái ào chết ạ. Mở ra coi. Bác ba ơi, bác ba. Đổ sữa ông thổi vô bác hướng dẫn cho bạn như bác ba. Là biến hai đủ. Thu cái chân này coi. Cực cái em. Lại biến hai làm cho. Anh hai nào? Anh hai phú cho anh hai nào? Bác ba. Bác ba đổ sữa vô bánh dán đi. Trang phục đó. Lấy đủ pháy đều. Khoan đi. Thơm vô như sữa vậy. Thơm ngon dữ. Chế nước cốt chanh vô. Ui, cốt chanh. Quay đi, Bắt ba con đẹp. Bánh chén vô nhỏ các bạn. Ní cho bác bà làm coi cái cho con cứ con ngầu mà con ấy vậy. Chú con một đi nửa thôi bác bà. Bác ba. Còn một cái nửa thôi nhá. Lên biến hai xuống làm cho bác ba mới làm rồi. Đầu trút trái cây vô. Trái cây vô đây hết. Vô. Sao cái te cứ thò vậy? Rồi. Trộn khé đổ. Đưa đây mì trộn cho. Đó, thấy chưa? Ngầu cho nó đàng hoàng coi.